kính thưa quý vị và anh chị em đây là một câu chuyện phép lạ linh thiêng về đức tin tôn giáo và không phải là chuyện đùa mà có thể đem ra để bịa đặt hay nhằm bất cứ một mục đích cá nhân riêng tư nào hết cả xin hãy tin con và hãy lắng nghe lời con nói trong bài viết sau đây con chỉ mong chia sẻ đến mọi người để chúng ta có thêm đức tin mà cầu nguyện ngoài ra con không hề có ý gì khác bởi vì có muốn ý nào khác thì cũng không được. Thưa cha và cộng đoàn, đây là câu chuyện hoàn toàn có thật của con và con xin làm chứng cho lời nói của mình. Vì con là một người hoàn toàn bình thường và con cũng buôn bán lưu bu nên con không phí thời gian để ngồi đây bị chuyện. Dạ, con tên là Maria Lê Thị Phương Dung. Trước kia con là người ngoại đạo. Vì theo lối sống của gia đình nên hơn 30 năm qua con chỉ biết đến Phật và nói thật là trước kia con rất mê tín dị đoan. Cũng tin lời bói toán linh tinh vớ vẩn theo kiểu mù quáng như nhiều người. Và tại quán khi xưa con cũng thờ rất nhiều tượng Phật to lớn. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được nghe bố mẹ con nhắc đến Chúa vì bố con là đảng viên nên mẹ con cũng phải theo lối sống của bố ngay cả khi con chơi với các bạn là người công giáo cũng bị bố cấm cản không muốn cho con giao lưu chính vì vậy nên từ bé con đã có suy nghĩ rằng đạo công giáo là đạo xấu và hiện tại thì em trai kế của con cũng đang là sĩ quan phục vụ trong quân đội lâu dài tất nhiên con nói thật là trước kia con không hề tin trên đời này có ai là chúa hoặc chẳng có ai là mẹ maria hay thánh nào cả vì con cứ nghĩ rằng do họ quá tôn sùng nhân vật nào đó nên họ tự gọi là chúa là mẹ là thánh và rất nhiều lần con đã vô tình xúc phạm đến chúa bởi vì từ nhỏ đến giờ con chỉ biết mặc áo lam đi chùa và con cũng rất chăm chỉ tụng kinh hay niệm phật con nói ra như vậy để cho cha và mọi người biết rõ rằng ngày hôm nay nhờ ơn phép lạ từ cha dịp mà con đã được thay đổi hoán cải như thế nào và cũng bởi vì trước kia con không hiểu biết nên thật lòng là con đã từng có những suy nghĩ lệch lạc về đạo công giáo và chẳng hiểu tại sao mỗi khi con nghe ai nói về chúa thì con rất khó chịu rất bực mình đôi khi con hay dùng những lời lẽ chẳng hay ho gì để phản biện và con cũng thường hay chỉ trích về đạo công giáo khi bước vào nhà ai mà thấy có thờ tượng chúa là tự nhiên con bị ác cảm lòng con rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy những tượng ảnh liên quan đến công giáo hồi đó đàn ông thích con nhiều nhưng nếu họ nói là người công giáo thì dù có tốt đẹp hiền lành thế nào thì con cũng xin tìm cách tránh xa họ sau này khi con đã hiểu ra thì con nghĩ chúa muốn chọn con rao giảng lời chúa là có lý do chắc chắn là vì con đã từng ngang ngược đã từng dè biểu khi nghe mọi người nói về chúa con tin rằng chúa muốn con tâm phục khẩu phục đến muôn đời thưa cha và cộng đoàn tất cả những gì con nói ra đều là sự thật con xin làm chứng và chịu trách nhiệm cho lời nói của mình ngay cả nếu có bắt con phải chết để làm chứng, thì con cũng xin sẵn sàng đón nhận cái chết ấy. Bởi vì tất cả đều là sự thật và mãi mãi sẽ không ai có thể bắt con kể sai về chuyện này được. Thưa cha, cuộc đời con trải qua bao nhiêu thăng trầm, cơ cực, cho đến khi con tận mắt chứng kiến một sự lạ hiển linh của Chúa thông qua cha Trương Bụi Diệp. Đó là vào ngày 20 tháng 11 năm 2014. Lúc đó con đang kinh doanh quán hải sản và bị thất bại chỉ còn lại không bao nhiêu tiền để xoay sở. Vốn liếng dành dụm sắp hết và con đang thiếu nợ ngập đầu. Buổi sáng hôm ấy con có chat Facebook than thở với người bạn thì cô ấy cứ khuyên con đi xin cha dịp. Thú thật cuộc đời con chưa bao giờ biết cha dịp là ai và ở đâu. Thỉnh thoảng loáng thoáng con có nghe qua tên cha dịp nhưng vì con đạo phật nên con không quan tâm vì vậy cho đến thời điểm đó thì con thật tình vẫn không biết gì về cha diệp và con cũng không hề biết là cha diệp đã chết rồi cũng như không hề biết cha diệp là người công giáo và con lại càng không biết nơi có ông cha diệp đó là một nhà thờ cô bạn kể cho con nghe đã từng xin được ơn cha diệp như thế nào và điều đó con thấy hết nhưng con cứ tưởng là họ làm ăn phất lên theo cách bình thường mà họ vẫn làm bấy lâu nay, chứ con không nghĩ do họ một lòng đi xin ơn cha dịp. Con xin nói thêm là cô bạn ấy bị hiếm muộn, cũng đi bệnh viện chạy chữa hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không có con. Rồi vợ chồng họ đi xin ơn cha dịp, bây giờ cũng sinh được ba bé trai khấu khỉnh còn chuyện làm ăn thì phất lên nhanh chóng nhờ siêng năng đi xin ơn cha diệp từ người ở thuê bây giờ họ đã có nhiều căn nhà và nhiều xe hơi cùng những tiệm làm ăn ổn định lâu dài ban đầu cô bạn cứ khuyên mãi con cũng thờ ơ không màng nghe vì con cũng đi chạy vậy nhiều thầy bà lắm rồi nhưng chỉ tốn tiền mất thời gian mà không có tác dụng và quán vẫn ế ẩm sắp bị phá sản, nên con cũng mất niềm tin vào thầy bà nào rồi. Thú thật là lúc đó con tưởng cha Diệp vẫn còn sống và hành nghề như một thầy bùa nào đó. Thêm phần là con phải trông coi quán và quan trọng là chồng con thì xưa giờ không mê tín gì đoan, không có lòng tin gì vào trời Phật nào cả, kiểu vô thần vậy. Nên nếu bảo anh ấy đi xa tận 300 cây để đến một ông thầy nào đó thì là điều rất khó xảy ra. Thế nên con đã nhiều lần từ chối với cô bạn. Nhưng nói tới nói lui thì con cũng thấy mình sắp hết khả năng chi trả. Mà bạn con thì cứ bảo cha dịp hay lắm, linh thiêng lắm. Suy nghĩ đắn đo mãi thì cuối cùng con cũng quyết định đi gặp ông cha dịp. Vì thật tình lúc đó con gần sắp cạn kiệt tiền bạc và con không biết bấu víu nương tựa vào ai rồi lúc đó con quyết định và nói với bạn là nếu chồng con không đi thì con sẽ đi một mình và vì con không biết đường nên con có nói để chị vào zalo facebook hỏi xem có ai đi chung không vào thời điểm đó viết status bên zalo sẽ kết nối gửi thẳng bài viết đó qua cả bên facebook được và con đã lên hỏi tìm người đi chung cho vui hoặc ai đi rồi thì chỉ đường giúp con. Vì cô bạn trước kia toàn đi xe riêng nên con cũng không rành đường. Còn con thì muốn đón xe đò để đi, nhưng không biết là phải đi xe gì và đi như thế nào nên con phải lên hỏi. Lúc đó là hơn 10 giờ sáng ngày 20 tháng 11 năm 2014. Khi con vừa tạm biệt cô bạn thì xảy ra hiện tượng lạ. Người con bỗng nhiên rất lạnh, một cảm giác lạnh rất ngộ có chưa từng thấy cảm giác trong người lạ như vậy bao giờ. Mặc dù trong phòng con lúc đó không hề gắn máy lạnh, thời tiết Sài Gòn thì nắng nóng, rồi bắt đầu tay con run run và các ngón tay trở nên mềm nhũng giống như không có xương. Và bỗng tự nhiên chính ngón tay cái của con đã viết lên lòng bàn tay con từng chữ một. Cũng đủ để con nhìn, ghép và đọc được rằng Cha dịp xe phương trang 9 giờ tối nay lúc đó con thật sự rất hốt hoảng con ngồi dựa vào tường một lúc sau con tự trắng tỉnh con sắp xếp sau chuỗi lại sự việc xảy ra từ khi con nói chuyện với cô bạn ngay từ lúc đó con rất bất ngờ sửng sốt về chuyện đang xảy ra với con linh cảm mách bảo rằng con đang có sự lạ xảy ra nên con bắt đầu hiểu ra chút sự việc rồi con tự hỏi trong đầu mình rằng có phải cha dịp không thì vẫn trên ngón tay cái của con tự viết lên lòng bàn tay ấy chữ Ừ. Thật sự lúc đó con hỏi vậy thôi, chứ con đâu có biết cha dịp là ai. Rồi sau khi được xác nhận Ừ, thì con bắt đầu liên kết tất cả sự việc xảy ra và con cũng mạnh dạn đặt niềm tin vào cha. Rồi con bắt đầu kể lễ van xin về những gì con đang tuyệt vọng và mong ước xin được cha giúp đỡ. Rồi một lúc sau đó chồng con ngủ dậy. Khi mở mắt ra nhìn thấy con đang lẩm nhẩm như vậy thì chồng con phát hoảng la um sùm vì tưởng con bị khùng. Anh ấy liên tục đập vào tay con bảo con dừng lại. Con khuyên anh vào đọc tin nhắn con chat với cô bạn và bài viết trên Zalo Facebook trước rồi tí nữa con sẽ giải thích sau. Nhưng tất nhiên là anh ấy không thể nào ngồi im nghe con giải thích. Khi đó con cũng tin rằng hiện tượng đang xảy ra là một điều gì đó rất đặc biệt bởi vì ngón tay cái ấy vào lúc bình thường thì có cố gắng cách mấy cũng không thể nào cụp xuống quá nửa bàn tay được vì tay con xưa kia làm ruộng làm rẫy vất vả từ bé nên thô cứng lắm nhưng lúc đó thì con lại có thể vẽ rất rõ ràng từng chữ một ngón tay cái viết lên chính bàn tay trái ấy giống như một cây bút đang viết lên tấm bảng điều đó là không thể nào đó chỉ có thể là một phép màu vâng vì con biết rất rõ cảm giác của con lúc đó con hoàn toàn ổn phải nói rằng con là một người hoàn toàn bình thường sức khỏe con rất ổn và xưa nay con rất khỏe mạnh lúc đó con thấy viết lên bàn tay hoài thì chồng con không đọc được nên con liền xin chồng cho con tờ giấy và cây bút anh ấy tỏ thái độ tức giận miễn cưỡng xé đại bì quyển sổ quẳng cho con. Tay con lúc đó rất ngộ, tay cứ run bần bật. Nếu để tay xuống giấy thì cứ thế tự vẽ. Nếu con nhắm mắt hoặc quay qua nói chuyện với chồng thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến chuyện cầm bút vẽ. Lúc đó, ngoài những chuyện khác ra thì trên mảnh giấy có vẽ khuôn mặt và ghi rõ chữ Cha Diệp. Cha đó có thể là cha muốn giải đáp cho con biết khuôn mặt cha là ai trong sự thắc mắc của con và có một điều quan trọng hơn khiến con phải tin tưởng tuyệt đối cha diệp đã dùng phép lạ vẽ ra một vật như cây giáo hay gọi là đau gì đó con không biết ở ngay cổ cha con có hỏi đây là thế nào thì cha có viết kế bên dòng chữ chú thích rằng cha bị chặt đầu con xin nói thật là nếu cha diệp không vẽ cây đau như thế thì thật lòng con sẽ không bao giờ tin đó là phép lạ do cha diệp thực hiện mà con nghĩ rằng mình bị khùng điên rồi và chắc chắn một điều là nếu không có chuyện đó xảy ra thì cho đến bây giờ con vẫn sẽ không bao giờ theo đạo công giáo thực sự đó chính là điều khiến con tin cha diệp tin chúa mẹ một cách tuyệt đối và vĩnh cửu và cũng cần nói thêm là con xưa nay không bao giờ biết vẽ một cái gì cả con không phải là người khéo tay tay con thô kệch và rất cứng đôi khi con chỉ muốn vẽ một vòng tròn đơn giản thôi mà con cũng chưa bao giờ vẽ được cho ngay ngắn chứ nói gì đến việc vẽ cả một khuôn mặt cây đao và sau là vẽ cả nhà thờ rất đẹp như vậy con chắc chắn chính tay con không bao giờ làm được điều này và quan trọng là con chưa từng nhìn thấy hình ảnh cha diệp nên tất nhiên con không thể vẽ gì về cha hiện tượng lạ đó xảy ra một tiếng đồng hồ sau đó khi tay con không còn run nữa người con lúc ấy toát mồ hôi và trở lại trạng thái bình thường sau đó con liền gọi hỏi bạn xem có biết tại sao cha diệp chết không vì bạn con không biết nên con liền lên trên mạng gõ tiểu sử của cha diệp và con đã hốt hoảng khi biết được lý do ngài hy sinh. Con liền đưa chồng con xem. Lúc ấy chồng con có vẻ cũng hơi sợ. Anh ấy liền im lặng, không la chửi con như lúc nãy nữa, mà đã lập tức tự nguyện gọi cho nhà xe Phương Trang đi cha Trương buổi Diệp. Lúc đó là hơn 11 giờ trưa ngày 20 tháng 11 năm 2014, và chúng con đặt vé xe đi cha Diệp chuyến 9 giờ tối hôm đó sau đó nghe chồng con kể lại rằng lúc đầu thấy con như vậy cứ tưởng con bị điên anh sợ quá định ra gọi điện thoại cho mẹ con lên đưa con đi bệnh viện tâm thần còn anh thì tự tử chết cho xong thưa cha chồng con xưa nay không phải là một người tin vào trời phật gì cả nhưng khi chứng kiến sự việc là để anh ấy phải bỏ công việc quán xá đặt vé xe hai vợ chồng đi ngay trong ngày và quán phải đóng cửa mỗi ngày mất bao nhiêu tiền nhà và tiền trả cho nhân viên thì không phải là chuyện bình thường. Đến nơi, khi con đang đứng cầu xin thì ngước mắt lên nhìn thấy tấm hình cha Diệp bị giơ đau chặt, con hết hồn muốn xỉu tại chỗ vì không ngờ lại giống đến như vậy. Rồi chúng con xin ảnh cha Trương bổ Diệp về thờ ở quán, cũng kể từ đó con bắt đầu tìm hiểu xem các clip nói về phép lạ của cha Diệp và con tin cha tuyệt đối bởi vì con có phúc hơn những người khác là con đã tận mắt chứng kiến phép lạ nên con càng tin tưởng vào cha và cầu xin cha giúp đỡ. Từ đó đến nay con đã xuống nhà thờ tắc sậy rất nhiều lần để cầu nguyện và tạ ơn cha. Và trong suốt thời gian qua, con đã được cha ban rất nhiều ơn lành thông qua lời chuyển cầu đến Chúa. Có những chuyện tưởng như không bao giờ giải quyết được nhưng con đã xin cha và đều được cha chuyển lời đến chúa mẹ con rất biết ơn cha diệp nên kể từ đó con cũng chú tâm đi nhà thờ vì trên giấy cha diệp làm phép lạ là có vẻ nhà thờ và bảo con đi theo cha nên con cũng muốn theo cha và lúc đó con cũng có hứa với cha là con sẽ đi học giáo lý nhưng vì con buôn bán lu bu nên việc học giáo lý trì trệ mãi cho đến ngày 27 tháng 1 năm 2016 thì con mới chính thức được rửa tội thêm sức cùng bí tích thánh thể tại giáo sứ Đa Minh Ba Chuông Lê Văn Sĩ. Thưa cha và cộng đoàn, con thật sự có phúc hơn nhiều người khác vì nhờ phép lạ từ cha dịp mà con đã được biết đến Chúa và chính thức trở về làm con của Chúa. Con ngạc nhiên thì ít, nhưng bạn bè và người thân của con ngạc nhiên gấp bội khi thấy con từ một người siêng năng đi chùa lại quyết tâm trở thành con chiên của chúa vì con một mình buôn bán bận rộn nên suốt thời gian đi học con cũng đã gặp không ít trở ngại và cả áp lực từ phía gia đình cũng có một số rắc rối chuyện riêng khiến con khó có thể được phép rửa tội nhưng con vẫn cố gắng vượt qua vì con nghĩ chúa muốn thử thách lòng tin của con sau khóa học giáo lý thì hơn ai hết con biết và hiểu được rằng mình đã được ban đức tin tuyệt đối. Và con rất vui mừng hãnh diện vì điều đó. Con rất tự hào khi chính thức được trở về làm con chúa. Còn rất nhiều chuyện liên quan, ơn lành của cha Diệp cũng như của chúa mẹ xảy ra với con. Nhưng vì con cũng buôn bán lưu bu nên con không thể viết hết ra đây được ở đây chủ yếu con kể lại câu chuyện cha diệp làm phép lạ là thôi ạ à. con thật tâm biết ơn cha diệp vì đã chuyển lời cầu nguyện của con và chúa mẹ đã bay cho con những điều con cầu xin con tạ ơn cha trương bổ diệp đã giúp con tìm về với chúa mẹ với nguồn cội của mình cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau con vẫn không quên tạ ơn chúa vì đã tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã sai phạm khi nhiều lần trong đời con đã vô tình xúc phạm đến Chúa, thậm chí một lần kia dọn về phòng trọ mới. Trong phòng có treo ảnh Chúa, nhưng chỉ vì không thích đạo công giáo mà con đã lột ảnh ra vứt ngoài hành lang, nơi phơi quần áo mỗi ngày, nước nhiễu lai láng, và con cứ vô tư giảm đạp lên ảnh Chúa. Con tệ đến mức đó, nhưng Chúa vẫn mở lòng khoan dung tha tội và còn ban cho con được ơn chứng kiến phép lạ của Cha Diệp để con có cơ hội được làm nhân chứng cho những gì đã xảy ra với con. Con xin tạ ơn Chúa Mẹ và Cha Francisco Trương Bổ Diệp rất nhiều. Nhân đây, con muốn nhắn gửi đến những ai đang khó khăn và tuyệt vọng, hãy đến bên Cha Trương Bổ Diệp để nguyện xin, hãy tha thiết van này nhờ ơn Cha chuyển lời cầu nguyện đến Chúa Mẹ và chú mẹ sẽ ban ơn lành cho tất cả những ai thành tâm xin khấn.